Cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Đúng là không để lường trước những tình huống ghi bàn đến từ Van Sơ. Một cú sút xa đầy bất ngờ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Khoảng cách có thể nói là lớn và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại, chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải ở đây, Tiến Linh đã trở thành một tay săn bàn lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ anh cũng chưa đá được quả bóng nào đẹp như này.